Rồi, quá. Ok. Đây. Cái đường vô nhà của anh Citin. Nãy mình có thể đi đường những đường khác hay thế cũng được. Gỗ mồi. Đây, con đường Hoàng Quốc Quỳ. Ở dưới đây, ở sát bên đây là siêu thị Cấp Mắt. Tí mình sẽ đi siêu thị Cấp Mắt. Tên chứ. Đó, bên phải là sông nha, còn mấy bên trái là nhà. Xe tải. Trời ơi. Làm dơ không? Tên. Này nó không có đau bụng, ngồi nó quậy sợ luôn á. Không có đau bụng nữa. Không, nó đói bụng nó bị đau á. Này nó no rồi, mình tin no rồi. Đây là nhà nè. Ừ, khúc này là nhà nè. Khu mua phế liệu kìa. Rồi bán tiền đi. Tiền lì quá. Khu này là khu nhà nè. Ừ. Coi chỗ nào bán được cha. Bán trong là mấy cái chỗ sắc dụng nè. Bán tiền chứ. Cho ta xài đi nha. Tiền lì quá mà. Đó, ở đây nhìn thấy cậu Phú Mỹ luôn ha mọi người. Đó. Không chờ cậu Phú Mỹ à. Đó, lóc rồi. Ừ. Xong chưa? Lóc mình lóc trong mà. À. Wheel là. Thịnh, Sài Gòn, River City, quận 7, Riverside. Ôi, có mình đi giải trí luôn Dung cả. Tại hả? Tại đối diện luôn. Giờ biết mình đi giải trí khu Dung rồi đó. Chữ hả? Kè, cổng nó kè, mình đi bạch mai gì đây đó. Đối diện, hết nguyên khu đất này luôn. Thì tại đây đất trống. Làm gì đó đây đất còn trống. Làm gì đó hàng gì quận bãi nhanh hết bệnh dữ. Sao tiền không mà ba cái khu ba khu còn trống nè, trống nhiều á, người ta cất bệnh viện đâu lên ta điều trị đâu bị lây đâu, đất rộng quá mà. Ở quận 7 là một trong những quận huyện công bố hết dịch, khống chế được dịch. Ừ.
vô đi, bắt tin đi. Lì quá nó không nghe à. Xe kìa, qua trời xe hơi luôn, xe cẩu. Xe tải luôn quá trời cái tên. Ui ui ui. Ui con kia luôn. Ghê thiệt. Nè, chỗ này được nè. Vô Trung Quốc luôn. Để tin vô Trung Quốc luôn. Bóp kèn mà chó không nghe ta. Nghe đó, đứng lại đi từ từ đó mấy nè. Chó phải học nghiêm khóa đi đường nữa. Ngủ đi. Ngủ đi. Ông bà ơi. Đường này đường Phú Hận phải không? Gỗ môi chứ. Rồi mà đi dưới chân cầu luôn nè. Ủa nay đường làm mới lên đã nè. Ồ đúng là dự án vô xong. Trời ơi, dự án của đất xanh kìa, nay đã kìa. Đất xanh thôi. Ủa nay đường làm đã nè. Trời ơi phóng cái đường bự quá mà. Ồ. Ờ. Thì trên đây sầm uất hơn với mình á. Từ từ xuống với mình. Ôi hồi đó cái đường, hồi đó cái đường như đường gừng giờ nhìn đóng gà luôn. Ghê chứ. Ôi cậu ra. Hãy tin đi. Bên này bên phải là hồi trước có đi tham khảo thử là dự án đất xanh nè, của đất xanh. Còn bên trái là thấy TTC kìa. Bên trái là dự án hoàn thành trước đó rồi, lâu rồi. Tao này là cầu cầu ba bòm Diamond mà dự án sinh sai Diamond River River rồi tại Phú Mỹ luôn à. Chờ Phú Mỹ luôn đó kìa, anh ta làm kìa chỗ đầu tư kìa. Rồi kia là khu mới mà từ từ nó mới lên, lên nó mới nhiều tiền. Cái đó của cha, để cho cha nha. Gọi là sao bạn happy cùng đi luôn. Giữ hệ điện vòng cổ của Mỹ luôn mạnh vậy. Cậu của Mỹ dài rồi chứ. Đây là lại là đi cầu của Mỹ nhưng mà đoạn khác nha. Cầu của Mỹ này rộng lắm. À. Yeah.
Đức à. Quận 2 chạy cầu thành phố Thủ Đức luôn à. Ghê chứ. Bà tiếng mập bán lại chưa? Tại quán cà phê dẹp tiệm luôn vậy. Cà phê nào? Cà phê hồi đó sân vườn, sân vườn á. Mốt là nếu mình đi hẳn múc múc, múc luôn là qua tới quận nhất chứ hả? À, Bình Thạnh là Bình Thạnh là nhà cao nhất thành phố, Landmark 81. Nếu mốt mình đi hẳn luôn là mình lên tới Bình Thạnh luôn à, cầu dự án cầu gì ba qua nè, Thủ Thiêm 3 4. Các bạn nhìn nằm trên kia phải không? Nhìn nằm trên đầu của khu chí xích nha. Rồi trường học trang hoàng hả? Ở đâu? Anh chạy qua đó rồi. Nó như chỗ cái bách hóa xanh á, là cái Domino á. Thì kêu hai hái rồi mà. Kiểu em nói xong. Là thay thế rồi. Nó ở 108 mấy người. Đây là 500 mấy người. Kim đây bị dẹp tiệm luôn rồi. Ê vô nha. Tại tướng mặt bán à? Ủa nghĩ à? Tiên làm cái gì để mẹ lấy cái chân nghe. Tên luôn á tên à. Mít kìa. Xin đó mít rồi. Tên là Hoàng tên. Ba mày xài hắn tao đẹp tài à. Hồi đó là trên cung đường này là tới hai cái con cưng luôn.
Kit Plaza luôn.